Thanh niên chết bất thường sau khi bị công an giữ, người nhà đưa thi thể diễu phố. Bức xúc về việc người thân tử vong sau khi bị công an tạm giữ, người nhà anh Đê đưa thi thể nạn nhân diễu trên phố, yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ. Ngày 8 tháng 7, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đang điều tra làm rõ việc anh Nguyễn Hồng Đê, 25 tuổi, ngụ tại thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, tử vong sau khi bị công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm tạm giữ. Theo thông tin ban đầu, ngày 28 tháng 5, anh Đê xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Minh Mẫn và dùng ly đánh vào đầu anh Mẫn, gây thương tích cho nạn nhân với tỷ lệ 20%. Đến ngày 6 tháng 7, anh Đê bị công an tạm giữ. Theo bà Trần Thị Chót, mẹ anh Đê, khoảng 15 giờ 30 ngày 7 tháng 7, bà Chót vào nhà tạm giữ công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm thăm con, thì phát hiện anh Đê thắt cổ, trong phòng không có cán bộ công an. Bà Chót hô hoán và công an đưa anh Đê đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu. Tuy nhiên, đến sáng ngày 8 tháng 7, anh Đê đã tử vong tại bệnh viện. Ông Thái Phương Phiên, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết, khi anh Đê được chuyển đến bệnh viện thì sức khỏe rất nguy kịch, ngưng tim, ngưng thở. Nguyên nhân tử vong được xác định là do suy hô hấp tuần hoàn nặng. Bức xúc sau cái chết bất thường của anh Đê, vào sáng cùng ngày, người nhà anh Đê và hàng chục người dân tụ tập tại nhà yên nghỉ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Sau đó, đưa thi thể anh Đê diễu trên phố để yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân. Đến 11 giờ cùng ngày, sau khi được các cơ quan chức năng giải thích, người nhà anh Đê đã đưa thi thể nạn nhân về nhà tổ chức tang lễ. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận điều tra làm rõ. Tám người trong gia đình bị bắn chết tại chỗ. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Kabi ở miền Nam Thái Lan và được xem là kiểu giết người hàng loạt hiếm khi xảy ra. Theo báo Bangkok Post, 8 người trong một gia đình ở huyện Ao Lút thuộc tỉnh Kabi đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ việc được cho là thảm sát hàng loạt. Những kẻ gây án được mô tả mặc quần áo quân đội và chúng sọc vào nhà họ tìm kiếm nhà trưởng làng tên Voreut Sanglang vào chiều ngày 10 tháng 7. Theo lời các nhân chứng, chúng bình tĩnh chờ ông Voreut về nhà vào khoảng 20 giờ và trong thời gian đó chúng buộc người nhà không được ra ngoài. Khi chủ nhà về thì chúng bắt đầu trói tay và bịt mắt tất cả thành viên trong gia đình. Theo sĩ quan cảnh sát Sanquit Kebecha, phó chỉ huy cảnh sát điều tra huyện Alut, bọn sát nhân chờ đến tối khuya mới giết các nạn nhân. Tất cả đều bị bắn vào đầu, trong số các nạn nhân có 3 trẻ em. Theo lời cảnh sát địa phương, nhóm này gồm 6 đến 7 tay súng và sau khi gây án xong chúng lên xe chạy đi và còn lấy theo cả chiếc xe của ông chủ nhà đã thiệt mạng. Cảnh sát địa phương nói với hãng Reuters rằng động cơ giết người có thể do tư thù cá nhân, nhưng báo Bangkok Post cho biết vẫn chưa rõ động cơ vụ thảm sát này và lực lượng an ninh đang truy tìm các hung thủ. Hãng tin Reuters cho biết người dân Thái Lan có tỷ lệ sở hữu súng khá cao với mục đích phòng thân. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Thái Lan, có 6,1 triệu khẩu súng được đăng ký hợp pháp ở đất nước 67 triệu dân này. Đó là chưa kể số súng bất hợp pháp không thống kê được. Theo số liệu năm 2016 của Đại học Washington, Thái Lan có tỷ lệ thiệt mạng liên quan đến súng đạn cao nhất trong 10 quốc gia châu Á, cao đến 50% so với quốc gia đứng thứ hai là Philippines.